các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ 35 lại. Rồi các bạn dời mũi kim vào chánh giữa. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép. Các bạn sẽ tăng 1 mũi. Móc 1 bính. Móc tiếp 2 mũi móc kép. Móc vào đây 2 mũi móc kép. Tiếp tục 2 mũi móc kép. Sau khi đã móc xong cái hàng thứ 40, bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng 41, 42, 43. Và hàng 41, 42, 43 cứ ở 4 vị trí mà mình đã tăng giảm. Thì bây giờ mình sẽ giảm cứ một hàng thì mình sẽ giảm mỗi vị trí một chân móc. Để cái phần phía trên của ngực á, ôm lại, các bạn móc lên 3 bính. Và ở hai vị trí này là mình sẽ giảm mỗi vị trí một mũi, và hai vị trí bên kia của cái thân áo cũng vậy. Các bạn móc thêm 3 mũi móc kép. Và ở đây các bạn móc bình thường, móc 3 bính. Móc 5 bính. Móc 3 bính. Và ở đây các bạn móc vào 4 mũi móc kép. Nó như mình đã giảm một mũi vậy đó. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ 41 lại và dời mũi kim vào chánh giữa của 4 mũi móc kép. Móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 42. Và các bạn móc thêm 2 mũi móc kép. Như hàng thứ 42, các bạn giảm thêm một mũi nữa. Và ở đây móc bình thường. Các bạn móc vào đây 3 mũi móc kép. Cứ mỗi vị trí là các bạn giảm một mũi. Và hai vị trí còn lại các bạn cũng móc giống như vậy. Dùng mũi trượt để nối hàng thứ 42 lại và dời mũi kim vào cái chân móc chính giữa. Móc lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 43. Và hàng thứ 43 các bạn tiếp tục giảm thêm một mũi nữa
Và ở đây móc thêm một mũi móc kép. Và ở đây ta có hai mũi móc kép. Các bạn móc vào chân móc cánh giữa hai mũi móc kép và hai cái vị trí giảm mũi còn lại các bạn cũng móc giống như vậy. Sau khi đã móc xong hàng thứ 43, đây là hàng 41, 42, 43, bây giờ ta bắt đầu đi viền cái phần thân trên của áo. Và cái hàng viền các bạn móc toàn bộ là mũi đơn. Ở đây là hai cái vị trí mà mình giảm mũi tăng mũi đó. Ở đây các bạn móc vào một mũi đơn. Và tiếp theo là cái mũi cái dây bính này là các bạn móc vào hai mũi đơn. Và tới cái vị trí ở đây các bạn móc vào một mũi đơn và hai cái vị trí còn lại các bạn cũng sẽ móc giống như vậy. Tiếp theo là các bạn cứ mỗi dây các bạn móc vào hai mũi đơn. Và đến đây các bạn móc vào cái chân móc thứ hai một mũi đơn, bỏ khoảng này móc vào chân móc ở đây thứ ba một mũi đơn và tiếp tục ở đây các bạn móc như cũ. Móc viền xong hàng thứ nhất các bạn tiếp tục móc lên một bính và lật qua bắt đầu móc viền hàng thứ hai. Và hàng thứ hai các bạn móc toàn bộ là mũi đơn, cứ một chân móc là các bạn móc vào một mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết cái hàng thứ hai. Sau khi móc viền xong hàng thứ hai, các bạn tiếp tục lên hai bính để bắt đầu móc viền hàng thứ ba. Các bạn lật qua và móc vào cùng chân móc hai mũi móc kép. Các bạn bỏ một chân móc, hai chân móc, móc vào chân móc thứ ba, một mũi trượt, tiếp tục móc lên hai bính và các bạn móc vào cùng một chân móc, hai mũi móc kép. Bỏ một chân móc, hai chân móc, móc vào chân móc thứ ba một mũi trượt và các bạn lần lượt đi viền như vậy cho đến hết cái hàng thứ ba. Cái phần trên của áo đã móc viền xong, bây giờ ta sẽ tiếp tục viền cái phần lai áo. Các bạn nối chỉ vào cứ một dây ở đây thì các bạn sẽ móc vào hai mũi đơn. Móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục móc hai mũi đơn. Móc một mũi đơn.
Tiếp tục hai mũi đơn. Móc vào đây một mũi đơn. Và các bạn lần lượt móc như vậy cho hết cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai, hàng thứ ba. Các bạn cũng móc viền giống như cái phần thân trên, cái phần cổ áo. Tiếp theo là ta sẽ móc cái phần dây để buộc áo. Bắt đầu từ cái phần ngay nách áo, các bạn điểm vào 5 cái hoa văn 1 2 3 4 5 và các bạn móc cái dây vào đây, vào hai cái ô này, và các bạn làm dấu ở đây và thân bên. Và cái phần bên đây cũng vậy, các bạn điếm vô 5 ô và móc vào đây. Các bạn nối len vào đây. Các bạn nối len vào đây. Móc lên 3 bính. Và móc vào đây thêm một mũi móc kép. Tiếp tục móc vào đây 3, móc vào đây 4 mũi móc kép. Đây là hàng thứ nhất. Tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ hai. Các bạn móc cùng chân móc một mũi móc kép. Và móc vào đây 4 mũi móc kép. Móc lên 3 bính để móc hàng thứ ba. Và hàng thứ ba các bạn móc giống như là hàng thứ nhất. Các bạn móc lặp lại như vậy và các bạn tiếp tục móc như vậy cho đến hàng thứ 20. Sau đó ta sẽ kết vào cái phần thân sau của áo. Giống như vậy, bên đây thì tôi đã kết rồi. Các bạn lợi mối và cắt chỉ. Ta đã hoàn thành xong cái áo hai dây, hay còn gọi là áo ống. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.